xa nhà và tự lập từ rất sớm. Ca sĩ Đoan Trang đã có những bước đi vững chắc cả trong sự nghiệp và cuộc sống. Đâu là nền tảng để nữ ca sĩ tự tin chinh phục khán giả? Tính nghệ sĩ bên trong con người của mình, lòng đam mê nghệ thuật vô cùng to lớn thì nó mới khiến cho mình luôn luôn phải suy nghĩ là mình sẽ phải làm cái gì. Nó luôn luôn cho mình một cái chất xúc tác để mình sáng tạo, để mình biết là khi mình xuất hiện thì mình phải mang điều gì cho khán giả. Cho nên Trang nghĩ là mình vẫn còn yêu nghề kinh khủng. Thì ngày em đến là ngày tuyết rơi mùa hè, bầu trời lấp lánh những cánh hoa như sao tỏa bay. Đón xem Chuyện tối cùng sau với câu chuyện của ca sĩ Đoan Trang, được phát sóng vào lúc 21:50 thứ Tư ngày 18 tháng 9 năm 2024 trên truyền hình Vĩnh Long 1.